thân mến, chào đón quý vị khán thính giả đến với bản tin trên kênh Thời sự 365. Nếu thấy yêu mến bản tin mỗi ngày của chúng tôi, đừng ngần ngại đăng ký kênh, nhấn nút like và chia sẻ tới mọi người. Ngay sau đây sẽ là phần điểm tin chính có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Sắp có thuốc điều trị COVID-19 made in Việt Nam. Việt Nam tiếp nhận thêm 2.558.000 liều vaccine COVID-19 do Đức hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. Bắt đầu chiến dịch tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh, một số quận huyện chưa đánh giá đúng cấp độ dịch COVID-19. Sắp có thuốc điều trị COVID-19 made in Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự thảo xin cơ chế cấp phép với các thuốc điều trị COVID-19. Một lãnh đạo Vụ Pháp chế ngày 22 tháng 12 cho biết, nếu đề xuất này được thông qua thì các đơn vị có thể sản xuất thuốc chứa hoạt chất Monopiravir tại Việt Nam. Một tấn nguyên liệu để bào chế 4.750.000 viên nén Monopiravir thương hiệu Movinavi 200mg điều trị COVID-19 của công ty Optimus Pharma Ấn Độ đã theo chuyên cơ đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ Ấn Độ về Việt Nam. Hai ngày trước, số nguyên liệu này đã được bàn giao cho công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekofa, một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc. Đại diện Mekofa cho biết, trước đó đã nộp hồ sơ và đang đợi Bộ Y tế xem xét cấp số đăng ký lưu hành thuốc Movinavi. Công ty này đã hoàn tất nhận chuyển giao công nghệ từ Ấn Độ, dự kiến khi được Bộ Y tế phê duyệt sẽ nhập thêm nguyên liệu và bắt tay ngay vào sản xuất. Về việc này, ông Phạm Danh Châu, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, các công ty Việt Nam đang làm việc với Ấn Độ để nhập nguyên liệu, chuẩn bị cho sản xuất khi được Bộ Y tế cấp số đăng ký. Tuy nhiên, đại sứ không cho biết số lượng doanh nghiệp đang đàm phán mua nguyên liệu. Monopiravir là hoạt chất có trong thuốc, có tác dụng kháng virus, đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, thuốc này được xem là vũ khí quan trọng trong điều trị F0 tại nhà, do tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Thuốc là mặt hàng đặc biệt, muốn được Bộ Y tế xét duyệt cấp phép đăng ký lưu hành phải tốn thời gian khoảng 2-3 năm. Theo Bộ Y tế, hiện khoảng 10 công ty dược đã nộp hồ sơ để được sản xuất thuốc chứa hoạt chất Monopiravir. Tuy nhiên, luật dược hiện hành quy định thuốc mới đăng ký lưu hành phải có hồ sơ thử nghiệm lâm sàng, trong khi đó thuốc Monopiravir mới thử nghiệm thời gian qua trên quy mô nhỏ chưa thể đáp ứng. Để gỡ vướng mắc, Cục Quản lý Dược cùng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đã xây dựng và xin cơ chế cấp phép cho sản xuất thuốc Monopiravir. Trong dự thảo vừa trình Chính phủ, Bộ Y tế đề xuất đối với thuốc mới có chỉ định sử dụng phòng điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được miễn được hồ sơ lâm sàng nếu có cùng hoạt chất, dạng bào chế. Đường dùng với thuốc có chỉ định sử dụng phòng chống điều trị COVID-19 đã được một trong các cơ quan quản lý dược thuộc danh sách SRA, cơ quan quản lý dược nghiêm ngặt theo chuẩn chức y tế thế giới, cấp phép lưu hành. Một lãnh đạo Vụ Pháp chế cho biết ngày 22 tháng 12, nếu đề xuất này được thông qua thì các đơn vị có thể sản xuất thuốc chứa hoạt chất Monopiravir tại Việt Nam. Bà kỳ vọng khi đó năng lực sản xuất trong nước sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc kháng virus cho nhu cầu điều trị. Đến ngày 18 tháng 12, Bộ Y tế đã phân bổ tổng cộng 300.000 liều thuốc Monopiravir cho chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ. Chương trình được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 8 và hiện mở rộng 46 địa phương có dịch. Trên thực tế, F0 điều trị tại nhà ở nhiều tỉnh thành đang thiếu thuốc Monopiravir. Theo Tránh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai, số lượng gói thuốc C được Bộ Y tế phân bổ không đủ để cấp phát rộng rãi cho tất cả người có kết quả test dương tính với COVID-19. Trong bối cảnh số F0 tăng, thành phố quyết định chỉ cấp phát thuốc Monopiravir cho người có nguy cơ, cao tuổi, có bệnh nền mà không phát cho tất cả các F0. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA đang xem xét các dữ liệu lâm sàng cho quyết định cấp phép lưu hành thuốc. Các quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ, cũng đang rà soát dữ liệu lâm sàng đối với các thuốc được công ty phát minh là MSD nhượng quyền sản xuất, cũng như các thuốc chưa được MSD nhượng quyền, để xem xét việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc. Do vậy, việc sử dụng thuốc Monopiravir hiện nay tại Việt Nam được tiến hành thông qua hình thức nghiên cứu tại cộng đồng trong khuôn khổ chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát chặt chẽ. Do thuốc chưa được cấp phép lưu hành rộng rãi nên việc quản lý thuốc nghiên cứu cần phải hết sức chặt chẽ để tránh thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích nghiên cứu, theo đại diện Bộ Y tế. Về nguyên tắc, điều trị đối với thuốc kháng virus hiện tại ở Việt Nam, đối với thuốc chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào, việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế. Thuốc đã được WHO khuyến cáo sử dụng
hoặc được cấp phép lưu hành, cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất một nước thì có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh, ví dụ thuốc Remdesivir, Favipiravir. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin khoa học của thuốc cũng như tình hình cấp phép sử dụng tại các quốc gia làm cơ sở báo cáo chính phủ và các cơ quan chức năng cho phép cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Monopiravir cùng với Favipiravir, Remdesivir là ba loại thuốc kháng virus đã được Bộ Y tế đưa vào phác đồ điều trị COVID-19 ở Việt Nam. Monopiravir và Favipiravir là hai loại thuốc kháng virus dạng viên dùng theo đường uống dễ dàng cho F0 điều trị tại nhà. Đây là lợi thế của hai loại thuốc này, trong khi đó Remdesivir là thuốc tiêm bắp dùng cho bệnh nhân nặng nên chỉ sử dụng trong bệnh viện. Mới đây, Bộ Y tế công bố kết quả thử nghiệm Monopiravir ghi nhận 100% bệnh nhân dùng thuốc có tải lượng virus thấp, tỷ lệ chuyển nặng rất thấp, không có ca tử vong. Việt Nam tiếp nhận thêm 2.558.000 liều vaccine COVID-19 do Đức hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. Thưa quý vị, mới đây, lô vaccine COVID-19 gồm 2.558.000 liều Moderna do Đức hỗ trợ đã tới Hà Nội. Số vaccine này được hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX, quốc tế COVAX, sau khi đã thống nhất chặt chẽ với UNICEF, WHO Việt Nam và với chính phủ Việt Nam. Trong năm nay, Đức đã cung cấp vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam. Đợt vaccine lần này là một đóng góp tiếp theo của Đức để hỗ trợ chương trình tiêm chủng của Việt Nam. Đức sẽ còn cung cấp nhiều hơn nữa vaccine cho Việt Nam với tổng số liều dự kiến lên đến khoảng 10 triệu. Theo Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Guido Hinde. Qua đợt hỗ trợ này, nước Đức khẳng định tình đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài, Đức sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế vaccine quốc tế COVAX. Đại sứ quán Hinde khẳng định, chúng ta chỉ có thể chiến thắng được đại dịch nếu COVID-19 được kiểm soát ở khắp mọi nơi. Chính vì thế, Đức và Liên minh châu Âu đã hỗ trợ chương trình tiêm chủng COVAX để mọi người có thể tiếp cận được vaccine phòng chống COVID-19, một cách công bằng và minh bạch trên khắp thế giới. Gửi lời cảm ơn đến chính phủ và người dân Đức, bà Dana Flowers, quyền điều phối viên Liên Hợp Quốc và đại diện UNICEF tại Việt Nam nói, chúng tôi muốn bảo đảm là vaccine được phân phối một cách công bằng đến mỗi vùng miền của Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc các chính phủ đã và sẽ tiếp tục ủng hộ COVAX, kể cả hỗ trợ tài chính và viện trợ vaccine, chính là động lực trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của đại dịch này. Với lô vaccine được chính phủ Đức gửi tặng lần này cho đến nay, Việt Nam đã nhận được tổng cộng 45.197.910 liều vaccine phòng COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Bắt đầu chiến dịch tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Thưa quý vị, tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành thông báo về ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 tập trung triển khai kế hoạch tiêm chủng diện rộng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3, mũi tăng cường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch tiêm chủng diện rộng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021-2022, đảm bảo an toàn theo mô hình tiêm cuốn chiếu, tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Trên cơ sở phát huy tối đa kinh nghiệm của các chiến dịch tiêm chủng đã thực hiện thành công trước đó theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thống nhất việc tiêm chủng mũi thứ 3, mũi tăng cường được chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đợt 2 từ ngày 15 tháng 1 năm 2022 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022. Và đợt tiêm vét sẽ triển khai sau ngày 25 tháng 1 năm 2022. Ưu tiên tiêm trước cho người dân tại các địa phương biên giới như Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, thành phố Hạ Long và một số khu vực đô thị đông dân cư trên địa bàn các địa phương Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên. Người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp đang sử dụng số lượng lao động lớn, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Riêng đối với ngành than, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho lực lượng lao động ngành than, hạn chế ảnh hưởng với tổ chức sản xuất. Huy động tổng lực của cái thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội vào chiến dịch tiêm mũi 3. Tính toán phân bổ, điều động, sử dụng nhân lực y tế một cách khoa học hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng xã phường thị trấn, nhất là phương án bảo đảm sẵn sàng cấp cứu kịp thời các trường hợp có phản ứng sau tiêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn ở những địa bàn khó khăn nhất. Yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực,
hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng mũi thứ ba, trong đó có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên phát huy tính tiên phong gương mẫu đi đầu tham gia tiêm chủng. Đối với việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19, do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương cấp huyện và ngành than tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 có nhu cầu được uống sớm nhất phải đảm bảo công khai, minh bạch, không để nảy sinh tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm. Tuyệt đối không để tình trạng người dân có kết quả xét nghiệm dương tính mà không tiếp cận được với dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh, một số quận huyện chưa đánh giá đúng cấp độ dịch COVID-19. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện và phường xã thị trấn phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận liên quan trong việc đánh giá cụ thể từng tiêu chí. Sáng ngày 23 tháng 12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nơi đây vừa ban hành văn bản khẩn hướng dẫn quy trình đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Sở dĩ cấp văn bản khẩn nói trên là do qua giám sát việc đánh giá cấp độ dịch của các địa phương, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy một số quận huyện chưa thực hiện đúng việc sử dụng số liệu để đánh giá cấp độ dịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện và phường xã thị trấn phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan trong việc đánh giá cụ thể từng tiêu chí, kết quả đánh giá gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) và Sở Y tế trước 10 giờ thứ sáu hàng tuần. Bên cạnh đó, phân công nhân sự phụ trách nhập dữ liệu cấp độ dịch của địa phương vào phần mềm cập nhật công bố cấp độ dịch của Bộ Y tế tại địa chỉ cấp độ dịch.yte.gov.vn và hoàn tất trước 12 giờ thứ sáu hàng tuần. Đối với HCDC, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra thông tin các trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính từ phần mềm quản lý chuỗi lây nhiễm. Bên cạnh đó, kiểm tra ngay thông tin ca bệnh và kết quả xét nghiệm vào hệ thống cấp mã số bệnh nhân tự động của Bộ Y tế và thông báo danh sách ca bệnh cho Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và quận huyện qua email công vụ ngay trong ngày để kiểm tra đối chiếu. Liên tục giám sát các số liệu ca mắc trong cộng đồng, số liệu tiêm vaccine hàng ngày của từng địa phương, từng cấp xã tới huyện. Nếu phát hiện chênh lệch, trao đổi ngay với Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và quận huyện để rà soát điều chỉnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh còn yêu cầu HCDC đánh giá cấp độ dịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, rà soát tổng hợp báo cáo đánh giá cấp độ dịch của quận huyện, Thành phố Thủ Đức và gửi về Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trước 12 giờ thứ sáu hàng tuần để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế. Thái Bình kích hoạt tất cả các bệnh viện dã chiến. Thưa quý vị, Thái Bình đã kích hoạt và đưa vào sử dụng 8 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ ở cả 8 huyện thành phố. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh xét nghiệm 204 mẫu, 171 mẫu PCR, 31 mẫu test nhanh, ghi nhận 72 ca F0 mới tại 8 huyện thành phố, trong đó có 16 ca cộng đồng, số còn lại trong khu cách ly tập trung. Các ca cộng đồng được ghi nhận tại huyện Kiến Sương 10 ca, Tây Sơn 1 ca, Quang Bình 1 ca, Vũ Ninh 1 ca, Vũ Lễ 5 ca và Vũ Trung 1 ca. Đông Hưng 4 ca, Mê Linh 3 ca, Đông Cửa 1 ca, Tiền Hải 1 ca, Nam Thanh, Thái Thụy 1 ca, thị trấn Diêm Điền. Như vậy đến nay, Thái Bình ghi nhận 2076 ca mắc COVID-19 mới tính từ đợt dịch cao điểm ngày 10 tháng 11 năm 2021. Trước tình hình ca mắc vẫn ghi nhận rải rác tại thành phố và các huyện, ngành y tế tỉnh Thái Bình đã kích hoạt và đưa vào sử dụng 8 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ ở cả 8 huyện thành phố. Tổng số đã có 113 bệnh nhân được tiếp nhận điều trị tại huyện, trong đó huyện Kiến Sương ghi nhận 25 bệnh nhân, Tiền Hải 18 bệnh nhân, Đông Hưng 18 bệnh nhân và Quỳnh Phụ 17 bệnh nhân. Ngoài việc đảm bảo hiệu quả công tác khám chữa bệnh, tất cả các bệnh viện dã chiến đều phân công cán bộ và các lực lượng làm nhiệm vụ vào ngoài để cung cấp các nhu yếu phẩm, trang thiết bị, thuốc men, đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ. Việc kích hoạt và đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến tại các huyện đã góp phần giúp người bệnh được tiếp cận chăm sóc y tế ngay từ đầu, ngay từ cơ sở. Đây là một trong những biện pháp nhằm đáp ứng kịp thời, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả ứng phó với dịch COVID-19. Về công tác tiêm chủng, đến nay tỉnh Thái Bình đã thực hiện được 2.290.882 mũi tiêm đảm bảo an toàn đúng quy định,
trong đó 2.147.668 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, 143.214 mũi cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Số trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine là 279, số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine là 966.497 người, đạt 77,63%. 1.210.188 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, đạt 97,23%. Số người tiêm đủ 3 mũi vaccine Abdala là 86.469 người. Số người được tiêm mũi thứ 3 bổ sung là 724 người. Hai bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh mua kit xét nghiệm COVID Á tổng cộng hơn 32 tỷ đồng. Thưa quý vị, nguồn tin riêng của báo chí cho biết Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo nhanh liên quan đến việc mua sắm các trang thiết bị của công ty Việt Á. Báo cáo xác định có hai bệnh viện đã mua sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test, tổng số tiền là 636.562.500 đồng theo hình thức đấu giá thầu rộng rãi. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức mua 65.870 test, tổng giá trị 32.022.967.500 đồng bằng hình thức chỉ định thầu. Như báo chí đã thông tin ngày 21 tháng 12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC), các bệnh viện công lập trực thuộc và Trung tâm Y tế quận huyện và Thành phố Thủ Đức báo cáo về việc mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm của công ty Việt Á. Khảo sát của phóng viên cho thấy có nhiều bệnh viện lớn đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh được công ty Việt Á chào mời mua sinh phẩm xét nghiệm nhưng đều từ chối vì nhiều lý do. Trước đó trong cuộc họp báo chiều ngày 20 tháng 12, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đơn vị không mua và sử dụng sinh phẩm xét nghiệm của công ty Việt Á do giá quá cao. Biến chủng Omicron lan nhanh, Anh ghi nhận hơn 106.000 ca một ngày. Thưa quý vị, Anh đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mạnh chưa từng có, được cho là có liên quan đến Omicron. Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao hơn nhiều so với các biến chủng khác. Guardian dẫn số liệu của cơ quan y tế Anh cho biết, trong ngày 22 tháng 12, Anh ghi nhận 106.122 ca COVID-19 mới, tăng khoảng 16.000 ca so với một ngày trước đó. Số ca COVID-19 ở Anh liên tục lập kỷ lục mới thời gian gần đây, và đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở Anh vượt ngưỡng 100.000 ca một ngày. Những con số này càng làm dấy lên lo ngại về tốc độ lây lan của biến chủng Omicron và tác động của nó đến số ca nhập viện trong dịp năm mới. Nó cũng làm tiêu tan kỳ vọng của giới chức Anh rằng nước này đã qua đỉnh dịch. Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh, số ca nhiễm Omicron ở nước này hôm 22 tháng 12 tăng hơn 13.000 ca lên hơn 69.000 ca. Một số chuyên gia y tế Anh cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế mỗi ngày số ca nhiễm Omicron mới ở Anh có thể lên tới hàng chục nghìn ca, thậm chí hàng trăm nghìn ca. Anh là một trong những điểm nóng bùng phát làn sóng Omicron hiện nay. Giới chuyên gia đã hối thúc chính phủ nước này hành động khẩn cấp để ngăn kịch bản hệ thống y tế sụp đổ vì số ca nhiễm tăng đột biến. Tuy nhiên, trong tuần này, Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố sẽ chưa áp đặt các biện pháp hạn chế mới trước dịp Giáng sinh. Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại châu Phi và đã lan ra ít nhất 106 quốc gia trên thế giới. Trong khi tâm dịch Omicron đầu tiên ở Nam Phi đã bắt đầu hạ nhiệt, châu Âu lại đối mặt với mối đe dọa lớn từ Omicron. Omicron được dự đoán sẽ trở thành chủng trội ở châu Âu vào đầu năm 2022. Hiện tại, Omicron đã trở thành chủng trội ở Đan Mạch và Pháp. Hiện có rất ít dữ liệu về Omicron, song các nghiên cứu ban đầu đều cho thấy đánh giá chung về khả năng lây lan vượt trội của Omicron so với các biến chủng khác của SARS-CoV-2. Có bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh đáng kể so với biến thể Delta. Những người đã tiêm phòng vaccine hoặc hồi phục sau mắc COVID-19 nhiều khả năng nhiễm hoặc tái nhiễm. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, nói về khả năng lây lan của Omicron, Claudia Hogan, giám đốc tại một bệnh viện của Mỹ vì Omicron đang lây lan nhanh như cháy rừng ở bang Ohio. Điều mà chúng ta đã biết về biến chủng này là nó lây lan mạnh hơn rất nhiều. Nó là virus lây lan nhanh thứ hai trên hành tinh, chỉ sau virus gây bệnh sởi, bà Hogan nói. Virus sởi hiện đã được kiểm soát nhờ chương trình tiêm chủng. Một số nghiên cứu từ Nam Phi nói rằng Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn so với Delta và các biến chủng khác của SARS-CoV-2.
Cụ thể, một nghiên cứu mới công bố cho thấy nguy cơ nhập viện ở những người nhiễm Omicron thấp hơn 80% so với người nhiễm các biến chủng khác, nghiên cứu hiện chưa có bình duyệt. Mặc dù vậy, WHO và các chuyên gia ở các nước khác tỏ ra thận trọng, cho rằng chưa nên vội vàng kết luận Omicron ít nghiêm trọng hơn các chủng khác ở thời điểm này. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói, anh chưa thấy có bằng chứng Omicron có độc lực thấp hơn các phân tích của cơ quan an ninh y tế Anh vẫn chưa hoàn tất.